Trong khuôn khổ hợp tác diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2021, mới đây Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức hội thảo xây dựng năng lực APEC về thúc đẩy kinh tế số nhằm chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy nền kinh tế số và chính phủ số ở các khía cạnh khác nhau như chính sách luật, công nghệ và cơ sở hạ tầng, các vấn đề về thể chế tác động lên các thành phần xã hội. Ông Đặng Hoàng Hải, cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, với sự phát triển tất yếu, nền kinh tế số đang ngày càng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quá trình chuyển giao tri thức, chuyển đổi quản lý và quản trị thị trường quốc tế, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và kích hoạt tăng trưởng, đặc biệt đối với các nền kinh tế đang hoặc kém phát triển hơn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế số. Cụ thể, khoảng 85% doanh nghiệp Việt Nam đứng ngoài lề nền kinh tế số và chỉ khoảng 13% mới bước đầu tham gia vào nền kinh tế số rõ ràng sự phát triển không đều giữa các nền kinh tế thành viên APEC có thể làm gia tăng khoảng cách, tác động sự phát triển và tăng trưởng của từng nền kinh tế thành viên cũng như sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực. Thông qua hội thảo, các thành viên APEC đã tập trung thảo luận các vấn đề về thử thách và cơ hội của nền kinh tế số, tiếp cận và sửa đổi chính sách nhằm bắt kịp quá trình chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức chuyển đổi số, vân vân. Các đại biểu cũng đưa ra khuyến nghị về APEC cân nhắc các hoạt động sáng kiến trong tương lai nhằm nâng cao năng lực thực thi nền kinh tế số cho các nền kinh tế thành viên